Tôi là tôi bốn cái có nghĩa tôi khước nè, tôi nhân rồi tôi huệ rồi tôi phát sáng, tôi phát hòa nè. Phát hòa tôi làm từ thiện có nghĩa tôi sáng, nhưng mà tôi không phải tôi tốt đến nỗi mà tôi phát cho người ta mà tôi không ăn. Có nghĩa mình cũng lo cho mình xong rồi mới đi lo cho mấy người già. Có nghĩa là mình cũng lo cho mình mà lo cho người già. Rồi thắp hương cầu nguyện cho cụ quyền, mà cầu nguyện không phải là cho mình không. Lo cho mình mà không quên là phải lo cho người. Lo cho người mà không quên là lại lo luôn cho cái mặt tâm linh, là cái ông bà mình quá cố, tất cả ai cũng là đã mất. Lo cho mình không quên là phải lo cho người mà không quên là lo luôn cả mặt tâm linh. Lo cho đời cho hết kiếp phù sinh, ngăn gió lộng cho gió lòng mình nó ngưng sống. Mình phải tỉnh ngăn cho tan như bao giấc mộng, quy tới đời còn lai vãng khắp đâu đây. Mình phải hình dung mình ra trong tứ tướng cả đêm lẫn ngày, vọng tưởng của mình cho nó chết nên tánh linh luôn sống mãi. Nhưng mà dục cây mầm đi lên là nó hướng dương. Nên á, cái quả nào cũng vậy. Quả nào cô thấy nó cũng kết tụ từ cái hoa. Có cay đắng nó mới ra đường mật ngọt. Cuộc sống không phải hương thơm chim hót bão giông qua trời đất lại tươi màu. Như mình làm nè. Hồi xưa đó Quynh biết không? Dạ dạ. Mình tu là chỉ mới có là... Được rồi bác. Để coi tụi con. Tự nhiên rồi. Dạ dạ. Ai tu thì nhiều khi không biết. Kiểu như là nhà đó. Không biết cái đường lối sao thì mình không rành. Chú bác cho tặng ra 2 cây. Chú hả? Chú giống á, chú giống. Không, chú này không có, chú này. À, chú mình có chế xiêu mà, còn chú này chú ấy mà, mẹ chú này tôi nhà, nhưng mà đi nhà trong kia, nhà của con cháu. À, không ấy, ở đây mình đâu có trồng chú này được. Ở đây chú ở dưới dòng đâu có trồng. Chú xiêm. Xiêm thì trả tụi em cũng có trồng. Còn cái này chú này mẹ biết chú chứ chưa cao mà. Chú cao. Chú cao chưa có. Nên á. Tại nó cái cuộc đời cũng vậy, còn mình chưa mới cuộc này đâu, quên nói là cái cuộc này cuộc đời. Đâu phải đời đâu. Nó đại mình mà làm tối ngày, như đời hả? Gắn mít vô. Này đậu dán hả bác? Này đủ cái đậu. Nên cái cuộc này là cái cuộc đài ha. Vậy hả? Con tưởng là chứ không phải là cái cuộc đậu đỏ rồi đậu xanh. Uống ở nhà uống đậu. Đậu nó mát. Nên cái cuộc đài này Quynh thấy đi, gẫm đợi thấy nó cũng vặn đẹp vui ghê. Đời nó đổi tan thương khổ đủ bề. Cái khổ thì sao? Cứ lội hoài ở trong cái biển nghiệp, còn người mong đi mãi giữa đường mê. Ta bà đắc khách đành chung ở, mà cực lạc quê xưa không chịu về. Mái tóc ngày nay đà điểm tiếc, mau mau niệm Phật Tây Phương về. Nên để hỏi Quynh nha, cái cõi ta bà là sao? Ta bà không trói buộc người, tại người trói buộc vào nơi ta bà. Nó hỏi ta bà làm sao, cái cõi ta bà làm sao, mình đâu có biết ta bà là cái gì. Ta là mình đó, còn bà là bà vợ của ta. Nên hồi đó có một mình ta thì ta đâu có khổ ha. Tới chừng dính vô bà nữa ta mới khổ. Nên dính vô bà nữa thì ta mới lần đầu thì mới có trả nợ nào à. Nào cơm áo gạo tiền rồi con vợ, bảy món đều là cái thứ nợ cũ ba sinh. Mới đó dính vô rồi cái ha, dính vô cái vợ xong rồi cái vừa có trả hết nợ xong cái vợ có bồng, cái ta sinh cái đẻ cái nuôi lớn được thôi chứ bây giờ là thôi chứ. Tối ngày cái mình có lúc này gài đầu vô rồi nha. Ta bà khổ, ta bà mới quá khổ. Có bao nhiêu người xét cho tọt chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ mới nhàn vui. Cảnh Tây Phương thì sen báo nặc mùi, lầu bảy báo nhìn xem mỗi mắt. Tôi nói mình bây giờ mình làm thì có chỉ một cái nhà thôi. Còn cái người tu tịnh độ có nghĩa là người ta tự do, ta từ đây đi kia ta biết bao nhiêu nhà. Ở đâu ta cũng coi là nhà của người ta hết. Còn của mình thì vô như cái nhà mình vậy đi, là có được cô cái này thôi. Mình đâu được nhà kia. Bởi vì để đi lại nhà này nhà kia. Qua mấy chú lại cái nhà cắt 1-2 tỷ. Để thế nói cái nhà cắt như vậy mà hỏi chứ ai làm chủ. Ông nói nhà này ông làm chủ. Nó lộn rồi. Chủ là bây giờ hỏi chủ, hỏi chứ nhân viên làm hay chủ làm. Thì nói nhân viên làm. Thì mình đến đó Quynh chơi, Quynh nghỉ, Quynh ngủ con đêm một là Quynh mới là chủ. Rồi sáng lại Quynh đi đây. Thì cái người ở lại ta lao chùa quét dọn. Cái đó là mới gọi là mình là chủ, còn người ta là chỉ là ở coi nhà thôi. Nè, như mình nói rất là cái đơn giản. Thế gian này với tại sao cái bằng thế gian cô biết không? Dạ. Cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, cái thân tứ đại nó hộp tan hộp. Cái thân của mình là cái thân tứ đại cô biết không, mà đất nước gió lửa nó hiệp thành đủ duyên thì nó đến, hết duyên là chia tay không nói chuyện đó. Ở nhiều khi ra để nói nha, nhiều khi để truyền đạo dây cho Quynh nghe không vậy? Dạ. Không phải truyền xong mà để truyền là tính cái để muốn bỏ cái thân xác này vậy. Để truyền hết nội công là lên đường chứ không phải nói là kiểu mà phải để truyền rút oxy thở cái đó không có đâu. Để nhất định muốn đi hồi nào là để đi chứ đâu phải nói ở chờ rút oxy thở chứ nên bể cái ái hà là cái dây quan nghiệp danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đầu lao phải dùng cái gương minh huệ cắt mã lòng vào. Ông nói ngày xưa Phật ông nhập gì? Nhập niết bàn hả? Niết bàn là trật. Tại sao?
nết bàn, có nghĩa cái nết của ổng hồi xưa đó. Phật dạy ta hành đạo cách nào, ta hành đạo theo cách đối, nó có chuyện gì chánh đáng thì khá dân lời. Tại vì đạo thì làm ngay chứ không làm công, đạo làm lành không làm đức, đạo làm sáng không làm tối, đạo làm dương không làm âm, đạo làm phải không làm trái, đạo làm trắng không làm đen, cái đó đi đường chánh đạo. Nên á, tôi hỏi cô bây giờ là đạo bây giờ người ta toàn là làm công đức nè, đức thật là đức thầy, nên cái đó đâu phải là cái đạo. Tại sao? Nè, làm công không có, làm công không phải làm cho mình, mà làm đức không xài được. Nên cái gì mà cô thấy cái đức làm được là xài được đâu. Nên đạo thì chỉ làm cái phước lành chứ không làm công đức. Nên á, còn bây giờ đạo ta đạo nào? Đạo giờ tàn là tại tâm không à. Nhưng mà đạo nó tại tâm. Tôi hỏi con, thấy dân bầu cử đi, người ta lấy số đông hay lấy số ít? Lấy số đông phải không? Đó. Vậy thì thí dụ như đạo tại tâm tôi cho con like, có nghĩa là tại tâm là chỉ có một thôi. Nhưng mà tôi nói đạo tại tay với nào phải tại tâm. Mình nghe đạo là từ hai bàn tay đưa ra thực hành bằng đôi bàn tay, nó có phải là bốn không? Bốn thắng một không? Đạo tại tay chứ không phải đạo tại mồm. Biết đạo là hương nước sớm hôm, đừng tu bạc đèn nhang mai tối. Tu chân chánh đừng tu giả dối, đường Phật tiên thì nó mới nối bước theo. Giống như hồi trước tôi nè, rất hư cố sửa cho nên giống bậc thánh hiền trước rồi trưa. Hồi đó trước tôi kể cho cô nghe, sáng là tôi cà phê cờ tướng bên gia, trưa là lăn la với quán nhậu, tối là cô cậu với quán bia ôm, đêm hôm tôi còn trộm gà cắp vịt nữa. Nhưng mà sau khi tôi giác ngộ được thì Phật dạy cho mình phóng hạ đầu lao, lập địa thành Phật, quay đầu là bờ, có nghĩa là cô quay là phải làm sao 100%. Như hồi nãy ta nói tại ông có đạo, ông nói vậy chứ tôi thì tôi không có đạo. Nhưng mà tôi nói cho huynh nghe, người nào vẫn có đạo. Tại vì sao? Đạo tâu chúa chặt dình câu trung thủy, đạo thầy trò là phải khắc cốt với duy xương, đạo cha con giữ chặt chữ miên trường, đạo chồng vợ là phải thận hòa cho đến thác. Nên mới sanh ra là mình có đạo rồi. Nói ông đạo gì? Tôi nói ông ở trong đạo nào ông chui ra. Nó tu từ âm đạo của mẹ tôi chui ra nè. Vậy người nào là cũng từ âm đạo mẹ mình chui ra hết rồi phải không cô? Vậy là trong đó có đạo không? Tại vì nếu không có đạo là mình chết trong đó rồi. Nên có đạo mình biết nó có là cái sự sống. Nên tôi hỏi vậy chứ bây giờ nè, tôi hỏi cô là đơn giản như tại sao người ta hỏi tại sao ăn chay trường nè. Mấy cái này nhiều khi cô cũng chưa bây giờ là cô thâm thấu được. Tại sao? Tại sao ăn chay trường? Rồi tại sao tôi hỏi cô là từ đây ra tới Hà Nội cô kiếm được cái trường ăn chay không? Không. Trường chay đâu có. Nên hỏi chứ bây giờ là tại sao ăn chay, tại sao ăn mặn, tại sao ăn lạc? Bao nhiêu cái lý do này mình giải cho người ta nghe mà hỏi chứ toàn là mập mờ không à. Rồi hỏi mình đi về Phật, mình đi đường nào cô biết không? Không có bản đồ, không bản vẽ sao cô đi? Nhưng mà nó có bản đồ đó, tại vì cô nghe, tìm hiểu nghĩa cô làm theo mấy đắc đạo nha. Tại vì sao? Đi theo Phật thì cô đi theo đường nào? Đi theo đường Tăng. Đường Tăng phải về Phật không? Mà đường Tăng đi đường nào mà về Phật đây? Không biết. Tại vì tới đó bích đường này. Nên tôi nói cho cô nghe, có nghĩa đi đường Tăng thì sao? Đi theo đường Tăng nó dễ lắm. Thí dụ như bây giờ là đường nó nhỏ, như hồi nãy là đường ở trước rồi đó xe cô anh chạy được đâu. Thì bây giờ là Vinh có tiền, có tiền hay gì đó, mua một xe đá, mình đâu có nói mình làm hết lỗ. Có nghĩa mình đổ xe đá là mình làm đường Tăng ngang. Là cái đường Tăng ngang thì kệ tới đâu hay tới đó. Mới mốt mình có mớ tiền nữa, đổ thêm, thí dụ như nó ràng khúc còn chút nữa tới đình cũng biết không? Đổ khúc nữa tăng dài. Vậy cái đường Tăng đi tới đâu thì đường Tăng đi gì đâu? Đường Tăng là đi về lối âm tự. Lối âm tự à, vậy là đường lối âm tự cô biết rồi. Hồi xưa ta nói đi về Phật phải đi về lối âm tự không? Nên á, hỏi chứ cái đường lối âm tự, mình nói lối âm tự là ở chỗ nào mình cũng không biết. Rồi đường Tăng không biết, tôi mới dịch giải cái từ cái đường lối âm tự này đi tới cái đường Tăng. Tôi tu thì tôi tu ở đây, tôi lãnh hội đây chứ tôi không có biết gì ở đâu. Nhưng mà tôi biết đường Tăng cũng vẫn ở đây. Mà lối âm tự á thì cũng ở chỗ này. Tại vì sao? Mới đầu cô đâu có đi, biết đi chùa phải không? Thì có bạn cô rủ, rủ đi chùa, vậy là có lâu không? Tuy là nói rủ nhưng mà mình đi theo là lâu rồi. Rồi vô trong trà, trong chùa thì nghe thầy là thuyết minh, là thuyết pháp nè, là thuyết trình, là thuyết cái lý, mình nghe rất hay phải không? Rồi sau này bạn mình nó đâu có rủ mình đi nữa. Sau này mình nghe thấm vậy á, ta nói bởi ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn cái đầu lao là phải dùng cái gương linh huệ cắt mau cái lòng phàm, là dứt cái lòng phàm đi, là mình về cái lòng tiên thánh. Dứt xong ba cõi sáu đàn là mới quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng không giữ lâu dài mà tòa sen chính phẩm là ngồi hoài tự do, có nghĩa là mình tự do tự tại. Giống như hồi nãy tôi nói cô là cái nghĩa mà ăn chay và ăn lạc và ăn mặn và ăn lạc. Đây nè, để tôi giải nghĩa cho cô nghe cái vụ mà ăn mặn và ăn lạc thì nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà mình hỏi ăn chay sao mà ăn mặn sao ăn lạc sao không hiểu. Cái người tu chùa mới ăn chay nha cô. Có nghĩa là tại sao? Tại vì ăn xong người ta ngồi thiền.
Thiền thì phải chét chay, nếu mà cô mà không có chét không kỹ thì nó sẽ bị đấm thiền. Bởi vậy thay cho nên nè, tôi mà lãnh hội giác ngộ, cô ngồi được, cô ngồi thiền ha, cô lãnh hội được. Cô lãnh hội thiền á, nếu mà cô lãnh hội được 3 tiếng thì nó giác ngộ lên được 6 tiếng. 6 tiếng thì cô lên ngồi được là một ngày, xong rồi 2 ngày, nếu mà cô nhập vô mật thất được là một lần lễ á, là cái đó đã ngộ thiền, vững thiền. Còn nếu mà bây giờ là mình mà ngộ một ngày 12 tiếng đồng hồ, mình lãnh hội thiền 12 tiếng đồng hồ không nổi là đấm thiền, tìm hiểu mình, tìm hiểu để chiếc xe chiếc thiền mình coi chừng nó chết chai không kỹ. Thiền đó đó lấy ra tét cái thiền này là dòng đài nè. Còn thiền đó là thật nẻo đạo. Nẻo đạo là nó dắt mình về nơi tịnh lạc, còn dòng đời thì nó dắt về nơi chốn sầu bi. Tôi thì chỉ tu là chỉ ngộ lý và ý thôi, chứ không có phải là tôi không có tu, tại vì tôi tu bốn cái chứ không phải tu là kiểu xuất gia. Mà mấy ông xuất gia chứ tôi hỏi ông xuất gia ở đâu, ông không biết. Đó tôi nói thiệt mà. Tôi là tu bốn cái, có nghĩa tôi tu khước nè, tu nhân rồi tu huệ rồi tôi học Phật, sáng tôi phát hòa nè. Phát hòa tôi làm từ thiện, có nghĩa tôi sáng, nhưng mà tôi không phải tôi tốt đến nỗi mà tôi phát cho người ta mà tôi không ăn. Có nghĩa mình cũng lo cho mình, xong rồi mới đi lo cho mấy người già. Có nghĩa là mình cũng lo cho mình mà lo cho người già. Rồi thắp hương cầu nguyện cho cụ quyền, mà cầu nguyện không phải là cho mình không. Lo cho mình mà không quên là phải lo cho người. Lo cho người mà không quên là lại lo luôn cho cái mặt tâm linh, là cái ông bà mình quá cố, tất cả ai cũng là đã mất. Lo cho mình không quên là phải lo cho người mà không quên là lo luôn cả mặt tâm linh. Lo cho đời cho hết kiếp phù sinh, ngăn gió lộng cho gió lòng mình nó ngưng sống. Mình phải tỉnh ngăn cho tan như bao giấc mộng, quy tới đời còn lai vãng khắp đâu đây. Mình phải hình dung mình ra trong tứ tướng cả đêm lẫn ngày, vọng tưởng của mình cho nó chết nên tánh linh luôn sống mãi. Nên cái tánh linh thì của mình thì nó không có chết nha cô. Còn ai mà có vọng tâm, tôi nói cô hen, cái người mà có vọng tâm còn khó nhập được cái nếp bàn lắm. Vọng tâm nó là cái gốc của mê mang, chúng sanh gì nó phải sáu đàn chuyển lưng, có nghĩa lưng chuyển trong vòng lục đạo. Lục đạo lưng hồi cho nói hắn hơn chứ. Ba cõi dưới là gì? Địa ngục và ngã quỷ súc sanh. Tôi nói địa ngục ngã quỷ súc sanh nó nằm đâu? Cũng tại đây. Địa ngục là quên nói ở dưới kia chứ không phải, địa ngục là ở đây. Địa ngục là cũng tại tay làm quấy. Về thiên đường cũng tay ấy tạo ra, cái chữ tay nó là quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là vậy nó. Bây giờ huynh an hiếp dâm và đâm người ta chết, giết người thì chỉ một dao một, có phải từ chung thân với tử hình không? Địa ngục là tại tay làm quấy hay là tâm? Mà địa ngục ở đây hỏi chứ tại sao xuống mới tới 18 tầng địa ngục, đúng rồi. Ở đây là dụng cái từ 18 tầng địa ngục, không phải 18 tầng địa ngục ở dưới, mà 18 tầng địa ngục ở đây. Có nghĩa là cô được 18 tuổi thì bây giờ là ra kêu án tò cô là mới biết được là án bao nhiêu. Còn mấy từ 15, 16, 17 tuổi thì sao? Giáo dục, giáo dưỡng thôi chứ nó đâu có đủ với năm chứ địa ngục. Nó chỉ bình thường vậy thôi. Còn hỏi chứ bây giờ là địa ngục ngã quỷ. Ngã quỷ mình chơi với bạn bè mình, mà bây giờ mình nói chuyện như thế này. Bây giờ mình lường gạt người ta, thí dụ như bây giờ tôi chứ cái tép cô đang mang đó, tôi nói chuyện chút xíu là tôi bỏ thuốc rồi cho cô uống, là tôi dụ tôi lấy cái tép cô vậy là nó sống. Cái thằng đó là gì mà nó nói chuyện nghe hay vậy mà nó nói vậy là nó ngã quỷ. Tuy là nó con người như mình, nó là cái tánh của nó, tánh quỷ là nó tính lấy đời, tính lường sao làm sao, tính làm sao nó lường gạt cô đặng nó lấy đi. Sẵn cái túi tham bất cứ chuyện gì dầu số chốt cũng là dồn chứa, nó đâu có tính ngon ấy. Nhưng mà tôi nói nè, nó dồn chứa thì cho nó nhiều thì nó sẽ bị bể. Còn mà tu là sao? Tu là xả, xả thì nó rộng. Nên từ bi là người ta hỷ xả. Còn mình thì chỉ có tính là cái gì gom thôi. Mình nè, bây giờ thì mình đi lượt ngược với dòng đời. Mình nói cho mấy tỷ nghe nha, mình đi ngược với dòng đời đó là nẻo đạo. Nhưng mà cái đời là phải có đạo. Đời đạo liên quan rạng chói ngời, đời không đạo phải bị nghiêng chinh đạo với đời, chăng như cái hình và cái bóng. Đời đạo liên quan nó mới dạng tình. Giống như cô nghĩ cái bàn này nè, nó cũng có hai mặt, có nghĩa mặt âm và mặt dương. Bây giờ tại sao nếu mình đi mình lấy cái đít bàn là cái đó là nó đi sao? Cái đít giống như cái đít, lấy cái đít bàn giống như đít mình đi là nó đi sao? Thì cái đi đường sau là sao? Sao là tối. Còn tại sao lại lấy cái này là cái mặt? Cái mặt bàn là nó, tại sao cô lấy cái mặt? Như cái mặt mình tại sao kêu bằng cái mặt? Cái mặt mình nó sáng cho nào cô biết không? Không. Tại sao cái mặt mà cô không biết sáng cho nào? Cái mặt nó tượng trưng cho cái mặt trời nè, cái mặt trăng nè. Yêu cầu cái mặt của tôi mà lú ra một cái ăn, không có ngôi sao nào mà nó mọc ra được. Tại vì nó sáng như cái mặt trời, cái mặt trăng là không có ngôi sao nào mà nó chịu nổi được á. Nên hãy biết mà mình mà nổi lên rồi cái tất cả những ngôi sao đó lặn hết. Cô nghĩ vô khỏe không? Nên á, mình nói đạo thì không phải tên đó. À, từ xưa tới giờ á, mình chỉ ngộ lý, cô biết không? Cái đạo thì chỉ ngộ là lý, không nói đúng sai. Bây giờ mình nói đơn giản cô nghe. Có nghĩa là hồi xưa đó, mình là học đạo lý của thầy và tổ.
Nhưng mà từ từ mình mới thấu triệt được đạo lý. Mình chỉ ngộ lý là được chỉ 3 năm nay thôi. 3 năm nay thôi chứ còn hồi xưa gì cũng vậy. Ủa người ta nói, ủa sao ông, ông sao ông tu, sao người ta nói tu có cái hạnh nhẫn nại, nhẫn nhục, nhẫn nhịn, mà sao ông, sao ông nói nghe ầm ầm, ông nói nghe ì ì, ông nói nghe đùng đùng. Tôi nói tu mà hẳn nhịn, nhẫn nại, ông nói ai đó, ai ai dạy ông vậy? Tôi hỏi ông nha, theo như muốn nghĩ tu đi đường sáng hay đường tối? Đường sáng hay đường tối? Đó, hay nè, tôi chịu vậy nè, tôi mới chỉ nói chuyện phải cho hiểu, phải biết. Tại sao ta kêu bằng am hiểu? Đây, tại sao mà am hiểu với am tự cũng biết không? Am hiểu với am tự, tại vì am là của ni, tự là của chùa, chùa là của tăng. Tăng và ni hợp với nhau kêu bằng am tự, có biết không? À, am là của ni phải không? Cái lý của nó là gì mà am, còn tự là phải có chùa không? Nên á, bây giờ cô muốn cho cô hiểu thì cô nên hỏi mấy cái cô ni này cũng vẫn biết, có nghĩa là cô ni cũng vẫn biết những cái chuyện gì nên hay không nên, trặc trúng gì hỏi ni cũng vẫn biết, không phải là hỏi là càng sư. Nhưng mà giờ sư hỏi cũng chưa biết, tại vì nhiễm nhiễm cảnh đời. Cái cảnh đời cô biết không? Cái cảnh đời này thì thấy Dương Khế quá ghiền cái cảnh tục. Ghiền cái cảnh tục thì nó ham, ham danh thì bị danh to nó quyến dụ, mê tình thì bị tình nó kéo mình đi theo. Giống như là sơn nọ dính keo theo tình, bị tình trói y chang như con heo, khác nào cô thấy heo mà thường thường thả đi ăn thôi. Còn nếu mà trói vô rồi là chờ đâm họng và thọc huyết chứ không nói. Phải gì không? Tới chừng nó trói rồi thì là chỉ chờ đâm họng thôi à. Nên mình cũng nhắn cùng với bổn đạo ha, ở trên trong nước và ngoài nước. Nhắn cùng bổn đạo khắp đâu đâu, đừng có nói một thứ. Tôi nói bây giờ cái thuốc chế cái cứu người bảo đảm nó ít, không có thấy cứu được người nào hết trơn á. Nếu mà cứu được chắc giờ chắc người sống tới 100, 150 tuổi hết trơn này. Con thấy cứu hồi đó bà nội tôi sống còn được tới 90 chứ đời tôi chứ sống được 70, 80. Tại vì sao? Nó an toàn là ba cái chất hóa học không mình à, đùi gà, cánh gà, bò viên chiên, xúc xích, ba cái vụ này toàn là hóa học không à. Rồi làm sao mình sống được đây? Chất độc thì nó chế ra nhiều, còn cái chất mà cứu người có được bao nhiêu? Nên nó tại sao người ta nói sau này hỏi chứ. Đời cùng ly loạn khắp chư bang, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian. Tại sao cô họ nói ủa? Cô nói nghĩ sao mà cô thấy hồi đó giờ cô tu mà cô nói giờ cô thấy Phật chưa? Thấy chưa? Chưa huynh. Chưa thấy huynh. À huynh. Rồi hồi đó giờ mũi cũng chưa thấy không? Nên hồi đó giờ mình tu mình cũng chưa có thấy Phật. Hỏi chứ bây giờ là tôi thì thấy được ba Phật. Có nghĩa Phật quá thân nè, Phật hiện thân và Phật đắp thân. Mũi muốn coi Phật nào? Cái gì đây nè? Để tôi nói cho mấy buổi ăn, thí dụ như bây giờ tất cả cái gì muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, không cài, không có thóc, không học là không biết chữ. Thấy tôi chắc mũi nói tôi tối tao chuyện thao thao bắt tay chắc nghĩ tôi chắc biết chữ nhiều ha. Nó pháp giảng pháp này đùng đùng rồi gì chắc nói không có người dựa, có người nhập, không có, tự ngạo lý. Như tôi không biết chữ. Nói vậy mũi tên đâu. À, nói chắc tôi chứ không biết chữ, giờ cho cái YouTube đưa cho tôi liếc lướt tôi còn không biết. Điện cho huynh hồi nãy tôi đợi điện lỡ cuốc á. Rồi tôi bấm lại tôi cũng không biết bấm này đừng nói chi gì. Nhưng mà nhưng mà tôi chỉ nghe xong này, pháp tôi chỉ nghe qua xong là tôi âm hiểu chứ không phải là nói là phải chịu. Ê, nhưng mà mỗi nhiều khi á, nè. Mình chỉ nghe vài ba lần thôi là mình biết cái lý nó gì đâu. Nè, giống như mụi nghĩ mụi mặc hồi đó thì kêu bằng cái này cái áo, tại sao kêu bằng cái áo mụi biết không? Không, lý không có. Tại vì cái đạo gì nó nói về lý thôi. Đạo lý. Theo đạo lý nhất tâm mấy kịp ngày nay đại gặp dịp tu hành niệm Di Đà thì ráng niệm cho nó rành thì được sớm coi tiên thánh. Nên bây giờ là đạo tất cả những gì nói về lý. Bây giờ cái áo không biết là tại sao mình có cái bộ y phục. Tại sao có y phục đây? Mà hỏi chứ bây giờ là y phục làm sao nói gì y tôi biết được ba y. Có nghĩa là một, tôi chỉ cho mũi coi, một là cái y kiểu sao mình nói cái y chứ mình đâu có biết sao. Một là cái y ngắn, cái như cái áo mụn mặt đây là cái gạch xuống, cái chấm đợi trên đầu là đen vậy, có phải là một cái y ngắn ở trên đầu mình không? Một y. Hai, cái giò của mình, cái quần mình mặc vậy dài xuống vậy lên tới đây, phải là một cái y dài nằm dưới hơn là hai y. Rồi mình đó là đi con đường Phật dạy ta từ thiện, cách nào dạy ta từ thiện, cách đó nói gì chánh đáng thì mình khá văn lời, cái đó mình làm y nữa là ba y, phải vậy không? Khuyên lo tu thì mũi nghĩ đi, khuyên lo tu thì mãi còn lục đục. Mà hỏi chứ bây giờ mình lo giàu nghèo tới lúc này mình lo có rành chưa? Chưa. Tới lúc này mình lo cũng chả rành. Quen công danh mình quên nghĩa sanh thành, mến thú quý quên câu dưỡng dục. Ok, mình uống nước đi. Rồi cái tâm sự nói chuyện, giờ tôi nói còn tôi nói chuyện, nói chuyện gì tôi biết chừng nào cho nó hết đạo. Tại vì
mà Quynh nghĩ không? Tại vì cái gì, tại ta nói là am hiểu thì biết, am là của ni, mà ni ra người ta còn hiểu. Dạ. Đạo thấm rồi ngon tợ gỏi nem, Quynh biết không? Cái đạo mà ốp vô nó thấm, ốp vô thấm. Đạo thấm rồi ngon tợ gỏi nem, mà cái mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Gỏi nem đâu có sánh với cái mùi đạo diệu của Quynh đệ mình được. Nên ráng nghe Quynh, để trên nói gì, tại vì cái cuộc đời nè. Cuộc đời gẫm lợi đẹp vui ghê, đời đổi tan thương khổ đủ bề, chứ đâu phải nó một mặt. Kẻ khổ thì cứ lội hoài ở trong biển nghiệp, còn người mong thì đi mãi giữa đường mê. Ta bà đã khách đành chung ở, mà cực lạc quê xưa không có chịu về. Mái tóc ngày nay mình đã điểm tiếc, mau mau niệm Phật thì Tây Phương được về. Nhưng mà niệm Phật thì nó ngay là tha lực, còn nếu mà mình thì tự lực nha. Có nghĩa nghe nhiều khi để nó nè, mấy nữ Bồ Tát lên nó tại sao Quynh biết tại sao mà không phải để nói cái gì mà tất cả những ở trên anh em ở trên thế giới mà nghe mình nói nha. Tại sao tu hoài mà không có thấy ai thành? Tại chữ tu không liền với chữ hành, hành bất chánh là bị người đài người ta nói. Tại vì Quynh biết tại sao không? Có nghĩa là mình làm ba cái này mình không hiểu thôi. Nói gì cầu, như Quynh biết đi, nói gì để nói như là gì cầu mà mình đâu biết hỏi chứ mình biết được mấy cái cầu. Mình biết được mấy cái cầu đây. Theo như Quynh, Quynh biết được mấy cái cầu? Quynh nào theo như Quynh biết được mấy cái cầu? Nhiều cầu lắm Quynh. Ờ, nhiều cầu. Cầu cây, cầu đá, cầu cơ, móng cầu đó, cầu sinh cũng nhiều rồi đó. Nhiều đó. Nhưng mà nếu như vậy mấy cái cầu mà nó không có ý nghĩa, để không có dụng. Dạ. Không có dụng. Để chỉ biết là ba cái cầu thôi. Để chỉ biết ba cái cầu, có nghĩa cầu nguyện là về đầu. Cầu đường là về chân, còn cầu mong là về đích. Có nghĩa là cô biết tại sao không? Nhưng mà bây giờ là tôi nói mấy nữ Bồ Tát tôi, tại vì tu hành mà không có tiến triển nữa, tại vì lấy cái cầu mong. Mong cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, để tôi nói ra lại những cái lý của Bồ Tát tôi nghe nhiều rồi, mà tôi đi đâu cũng nghe toàn vậy không à. Mong cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Rồi người ta ước mong làm sao cho trăm họ nhẹ mình cứu cánh đặng bay về cực lạc một đàn. Rồi người ta mong sao làm sao cho quốc thế dân an. Cái mong thì nó nằm ở đằng sau, mà cái mặt á, cô lấy chỉ hai cái, tại sao mặt và mông. Cái mông thì nó ở đằng sau, thì cái sao nè, tôi nói gì hiện như cái sao là ở trên trời. Mà tôi nói gì là ba cái này nè. Tôi nói sao mấy bà sao ưa có là ăn mấy bếp bà, tại sao tao mà nó học tu hoài không biết bà mấy cô không sáng không? Có nghĩa là nằm trong cái lý của kinh. Bây giờ nè, theo như kinh á, kinh đó thì cô biết, em trai mình biết được bao nhiêu cái kinh? Bao nhiêu kinh nữa hả Quân? Bao nhiêu cái kinh? Kinh hay là kênh? Kinh á thì kênh gì? Kênh là chỉ kênh đang đi quýnh lộn nha. Kênh nha. Kinh đi. Cái kinh. Kinh là trúng á, kinh là người ta chung liền. Kinh là đúng á, kinh là chung liền. Ai nói cái kinh mà sai tôi thua vậy. Kinh là đúng, kinh là trúng, kinh là ngon. Bây giờ kinh, bây giờ kinh biết được. Chơi lô tô. Không. Thì cái đó nó cũng lấy từ trong đạo ra chứ ở đâu nó có. Nó lấy trong đạo ra chứ đâu à. Cái kinh này kinh sách người ta ở trong kinh chứ đâu. Nhưng mà Quynh biết được mấy cái kinh, Quynh nói cho để biết này. Coi không có kinh chưa vậy đó. Kinh nguyệt nè. Rồi kinh con kênh rồi. Kinh nhưng mà nói gì á, để nói cho Quynh nghe tất cả những cái lý này để nói nè. Kinh để không biết nhiều, để biết được ba kinh. Có nguyện một là kinh kinh sách không gì gì. Kinh sách xong vị trí. Có nghĩa mình xem kinh sách để xong vị trí. Ơi không được viết kinh nha, không được đọc kinh nha. Ơi không được quyết kinh nha, ơi quyết không được. Tại vì ba cái này là tại người ta lấy nè. Tôi nói ông biết được bao nhiêu cái chữ quyết. Viết là chết không được. Kinh kinh sanh làm gì có cái vụ kinh viết. Kinh không có viết á. Bây giờ kinh không được đọc. Bây giờ cái kinh nó đọc nó chảy nước tới đâu là người ta uống dụng nước, người ta trúng độc tới đó. Kinh không được đọc nè, kinh không được viết. Tại vì người ta muốn, ông muốn đi tu thì ông phải buông cái viết ở trong tay em xuống mới tu được. Bây giờ là tất cả những ông đạo nào ông nghĩ cầm mình viết kinh, viết đọc kinh là không bao giờ là thâm thấu được. Có nghĩa là kinh không được đọc, kinh không được viết. Mà quyết kinh mà hỏi chứ giờ bà quyết là được nhiêu. Tôi nói viết trước nè. Dùng cái từ quyết, cái từ viết, rồi cái từ quả quyết. Là cái đó là cái từ mần heo đồ này kia không hỏi gì. Bây giờ là gì viết thì nó chết nè. Rồi bây giờ là quyết gì? Quyết đó. Đón trước, hỏi mà tính đón ở đâu? Bây giờ quyết định, bây giờ ta hỏi cho giờ cô muốn định, ví dụ như bây giờ con gà đi, mà quyết định không lẽ cô đem cái xô hay là cái thao lại cô hứng?
Bây giờ con gà thì đem cái dĩa nó chút vậy thôi, rồi cô định vô cái này thì hạ định thì quyết định là vô cái dĩa. Nếu mà nó biết đón thì người ta đón được. Thì bây giờ nè, đón nè, quyết đón thì có nghĩa là mình canh nó, mình hứng, cái gì là cái giọt máu của nó thôi. Cái đó là tất cả cái đó là nói chung đặt cái từ tu là không có được nói giết, và cái từ quyết là không được. Tại vì cái chữ đó chữ máu thôi, mà quyết á thì hỏi chứ, mới ban đầu á thì quyết định. Định cái hướng chỗ nào nó bắn máu là đặng mình hứng. Thì bắt đầu cái quyết đón, à, rồi quyết định. Rồi xong rồi hỏi chứ còn mấy thằng bà mằng heo à, nó cũng chừa lại vậy. Nó chừa nó ngu gì đưa cho ông hết vậy mà ông lấy quyết hết sao? Nó chừa lại làm sao? Quyết hậu, nó hậu lại đang cho nó. Phải không? Nó hậu mà nó không đủ ăn thì làm sao? Nó không đủ ăn thì nó phải đưa cái đùm ruột, quên nghĩ coi. Nó phải đưa cái đùm ruột. Rồi một cái cuốn họng. Rồi thêm cái màng xay vô nữa đặng nó bầm thì sao? Quyết long. Thì quyết lòng nó làm sao hết trơn rồi, tôi hỏi Quỳnh là bao nhiêu cái lý tưởng của nó làm xong hết trơn rồi, hỏi chứ bây giờ rồi một đụng hết rồi đó. Quyết đoán, quyết hậu, quyết lòng gì này kia nó dọn ra giờ 4-5 cái dĩa rồi, giờ làm sao đây? Giờ quả quyết. Thì bây giờ đưa lửa lên rồi nó lại quyết chân, rồi quyết nấu, quyết hậu, quyết lòng gì cái đó là không có được. Nên tôi nói thì cái hàm ý của nó ra, tại vì cái hàm nào cũng vẫn có cái ý, hàm ý. Nên á thì theo cái đạo thì nói về lý. Thì bởi vì nó nói mà tìm hiểu nghĩa nha, để nói cho Quỳnh nghe. Có nghĩa ai mà tìm hiểu nghĩa thì làm theo mới đắc đạo. Tại vì đạo á, theo như Quỳnh nghĩ đạo nó là sao? Đạo là chỉ một món khoái khẩu thôi. Có nghĩa là cũng như bây giờ nào để thích ăn xà lam, bánh xà lam này là nói gì đạo là ưa thích, là chỉ khoái gọi là đạo thôi. Khoái gọi là đạo. Bí hầm dừa đâu này để ăn là khoái vậy rồi gọi đạo. Gọi chứ đạo của Quỳnh là hỏi chứ bây giờ tại sao khoái vậy thì gọi là đạo. Rồi cái tu là cái gì? Tu không là cái gì hết. Tu chỉ là một cái đục cho nó thiệt lục gọi là cái tu. Hay là cái dao vậy? Giờ cái dao quên đi. Giờ cái dao để nhà để đan sắt, mà nếu mà bây giờ cái dao mà chặt nó không đứt, mà nó chặt nó cả bầy nhà vậy, theo như Quỳnh nghĩ cái đó vậy nó cái dao nó tu chưa? Dao tu không? Dạ dao lục. Dao lục là dao tu. Mà tôi hỏi Quỳnh à, tại sao mà cái dao nó lục vậy mà cái dao nó tu? Tu nó tại có cái đường lối nó mới tu được, chứ không đường lối nó không tu được à. Tại vì nó lục rồi, theo Quỳnh nghĩ à, nó lục là mấy? Lục là nó có số thứ tự không nó mới lục. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục. Phải lục. Lục tự thì A-di-đà, Nam Mô Di Đà Phật thì lục tự là A-di-đà. Vậy dao tu chưa? Nam Mô A-di Đà Phật, vậy có phải lục tự là A-di-đà chưa? Có số thứ tự, ta tự là phải chùa không? Tự phải chùa không? Tôi nói là tôi phải giải đâu đó, trình đó đàng hoàng. Giải, tại sao Quỳnh biết tại sao ta kêu bằng giải thích không? Giải thích có nghĩa là giải phái, có nghĩa là người ta nghe người ta phái á, vậy mới được, chứ còn nghe người ta không có thích gì, không phái gì trơn, vậy đâu có giải thích gì. Mà bây giờ nếu mình hiểu những cái chân lý đó thì bây giờ mình tu sao Quỳnh? Bây giờ này thì tu phước, tu nhân, tu huệ và học Phật. Bây giờ nè, Phật dạy tu cách nào dạy ta, tôi tu theo cách đó, nói chuyện gì chánh đáng thì xá dân lời. Nè, tu chân chánh đừng có tu giả dối. Nè, bây giờ nè, mình ví dụ như cái người tu thiền, thì để nói cái người mà tu thiền này ha, là phải vững chay. Đây ha, vững chay giống như thiền sư rồi kia tháng là cái đó là phải vững chay. Ăn chay mà cho vững thì ráng mình năng nổ lên. Tại vì ráng cái gì mà cực lòng một bước đầu tiên, cái người mà tu thiền mới đầu chịu khổ cực qua cái ải 3 tiếng tới 6 tiếng. Mà ngồi được công khóa được 12 tiếng là có tiến triển, là cái người đó là lên thiền được rồi đó, vững thiền. Có thể là ngồi tới ba bữa rồi ngồi tới thất tầng được là người đó đã ngắm cái thiền rồi. Còn nếu mà mình ngồi mà không có thấy tiến triển, mà ngồi cứ tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ không, Quỳnh nghĩ ngồi kiểu vậy suốt đời luôn là cũng không bao giờ là ngộ ra được quyền cơ chân lý. Còn như đệ đây á, đệ tu nhờ 4 cái mà nó mau lãnh hội đây, có nghĩa đệ tu phước, tu nhân, tu huệ và học Phật. Một năm 3 tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10, một năm 100 ngày đệ không nói chuyện. Nhưng từ đó đến ngao đệ mới ngộ ý nha. Đạo gì nói gì lý thôi, chứ không có phải là nói đúng sai. Mà để nói cho Quỳnh nghe có nghĩa là đúng sai phân biệt cũng không được nữa. Bây giờ nè, theo như Quỳnh nghĩ nói đúng là ăn ngon, hay là nói sai nó ngon? Cái nào cũng ngon chứ. Không có, bây giờ Quỳnh dở chứ Quỳnh. Bây giờ là bây giờ ở thế giới thì Quỳnh ở thế giới này thì bây giờ là Quỳnh nói bây giờ đúng ngon hay là sai ngon? Em thấy cái nào cũng dở mà cũng ngon, tại vì cái người nếm người ta mới biết dở ngon chứ Quỳnh. Không, bây giờ là mình nói bây giờ đúng á, bây giờ là mình chịu mình làm ra mà mình làm sai hay làm đúng. Thì giờ thôi, đây như Quỳnh nói vậy là thôi đúng ngon đi. Thì ở đây ai cũng vậy, vẫn nghĩ là đúng là nó ngon thôi. Nhưng mà tôi hỏi nó đúng vậy nó ngon ở chỗ nào?
chị không biết. Vậy bây giờ ông nói vậy là ông nói, vậy là ông nói đúng là nó ngon ở chỗ nào? Ông biết vậy, ông nói đúng là nó ngon vậy, mình biết thưởng thức như sao? Nó đâu có biết thưởng thức được. Nên tôi nói như nè, nói đúng là không có phải là ngon ở chỗ nào, có nghĩa là đúng là mình làm. Vậy nè, nước mình châm, bàn mình dọn, tất cả những cái gì mình cũng đi làm, mà bên trồng cây rồi bơm đất rồi tất cả, mình biết không, cái đó là mình làm, không gọi là làm đúng. Là đúng gì cho bản thân mình thôi. Chứ còn mình làm sai, mình làm sai thì hỏi chứ làm sai thì nó dở chỗ nào? Tôi để làm sai, ông mà phải làm đúng thì tôi thấy đúng vậy có ngon đâu. Còn làm sai thì cũng chưa chắc gì dở. Có nghĩa là dần chút nữa mình kêu người ta chút nữa là ghinh ghế đó đi chùi, đi rửa, rồi khiên giường, rồi về chùi nhà, rồi đi trồng cây, rồi này kia kêu người ta làm. Nhưng mà hỏi người ta làm sai vậy ta dở chỗ nào? Tôi nói cho ông nghe, cái làm đúng chưa chắc gì nó ngon, làm sai chưa chắc gì nó trật. Làm sai, cái người mà làm sai được là người ta đầy đủ quy lực và người ta có tiền. Người ta có tiền người ta mới sai được. Chứ còn đúng ra bây giờ hỏi chứ bây giờ mình làm đúng thì tại vì mình không có tiền mình sai người ta thôi. Chứ mình có tiền mình sai người ta luôn chứ vậy mình đâu có đi làm. Huynh nghĩ để nói vậy phải không? Nên đúng sai mình không phân biệt được thì đâu có phân biệt đúng sai. Nhưng mình nói có lý gì nè. Mình nói làm sao mình đi được cái đường sáng. Đi đường sáng người ta nói thiên đường thì địa ngục là nằm ở hai bên. Ai khôn thì thành ra dại. Cái người nào mà dại lại thành khôn. Đêm nằm thì nhớ chú nhớ cha mình thì nghe kinh rồi mình cầu nguyện chứ không có được đọc kinh. Nghe kinh là bên Chúa ta toàn là nghe là đọc kinh không, nhưng mà không phải nghe kinh rồi cầu nguyện chứ. Nghe kinh rồi cầu nguyện rồi kéo cha lên đàn, lên đàn phải giữ lên đàn đến khi cha chết được lên thiên đàng, có nghĩa là lên thẳng. Thẳng lên chứ không phải ngã gì hai bên là bên nào cũng là địa ngục hết.